Xin chào tất cả quý vị các bạn đã theo dõi kênh Bất Động Sản với em và tôi là Duy Anh. Hôm nay tôi đang muốn đưa đến quý vị các bạn một sản phẩm mà hot nhất trong ngày hôm nay mà gần như là tất cả các sale và các sàn bất động sản khu vực Hạ Long đang tập trung để bán cái sản phẩm này, sản phẩm có tên là Icon 40. Thì sau đây tôi sẽ đưa lên một số những cái tổng quan của dự án như sau ạ. Thì Icon 40 có chủ đầu tư là của chủ đầu tư của BIM Group. Vị trí thì nằm tại mặt đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long. Diện tích đất thì là 7.958 m², quy mô là 2.500 m², và tổng số căn hộ là 800 căn. Thì loại hình căn hộ thì cũng là studio, một ngủ, hai ngủ, ba ngủ, penthouse 8 căn. Ui, tổng số cái căn studio chiếm 60%. Tổng số căn hộ ở cả cái chung cư này. Cái diện tích thì là có từ 29 mét vuông cho đến 93 mét vuông. Bàn giao vào quý 2 năm 2025. Hình thức sở hữu thì là sổ đỏ lâu dài quý vị nhá. Mặt bằng thì ở đây thì 95% các căn hộ đều có view biển và không có tòa chắn. Đây ạ, à, mọi người nhìn thấy đây ạ. À. Đây là cũng là một số những thông tin chi tiết mà các bạn sale đã gửi tôi đấy ạ. À. Thì giá của cái sản phẩm này là có giá là 48 triệu mét vuông. Chính sách bán hàng thì hiện tại là đang tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên khả năng vay ngân hàng là rất thấp. Khách hàng mua bằng vốn tự có, tiến độ đóng tiền cơ bản là 60 ngày đóng 5%. Thời điểm dự kiến là ký hợp đồng mua bán vào tháng 6 năm 2023. Chính thức ở thời điểm hiện tại thì khi mà các ngân hàng đang có những chính sách quản lý về cái quỹ thì thời điểm này có thể là đây ở đây người ta cũng đang nói là khả năng vay ngân hàng là rất là thấp đấy ạ. Thì mời quý vị các bạn nhìn theo tiếp tục sang bên đây. Chúng ta có thể nhìn thấy đây ạ, đây là cái phối cảnh 3D của cái Hạ An Group. Họ là đơn vị phát triển có cái dự án Icon 40 đấy ạ. Thì Icon 40 của chúng ta đây ạ, như lúc đầu nói vị trí của Icon 40 là nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt và nằm đối diện với bán đảo 2 của khu vực do BIM Group đầu tư. Khu vực bên bán đảo 2, bán đảo 3 này, bán đảo 1 này bên đây là khu BIM Group họ đã đầu tư. Đây là nó thuộc cái khu vực Hạ Long Marina của BIM Group đầu tư. Thì đây nằm đối diện với bán đảo 2 đấy ạ. Thì cái khu vực mà đối diện với lại khu vực đường Hoàng Quốc Việt này ấy, là trục này là trục đường chính của khu vực lối phường Hùng Thắng đến khu vực Bãi Cháy, và cũng là khu vực con đường lối từ Bãi Cháy này sang đến khu vực đảo Tuần Châu hay là khu vực quốc lộ 18 có thể lên đến nút giao Minh Khai. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là cao tốc Vân Đồn Móng Cái đấy ạ, Vin Hạ Long Xanh là khu vực Đại Yên. Và trên đây nữa thì còn ngoài ra nữa có thêm những cái bệnh viện sản nhi Quảng Ninh rồi bệnh viện lão khoa. Thế thì đây đối diện chúng ta đây thì khu vực đối diện chúng ta đây bán đảo 2, bán đảo 3 đây thì khu vực này theo như quan điểm của tôi ấy, thì là đánh giá của tôi ấy, thì là khu vực này tất cả sản phẩm bất động sản đang tọa lạc trên đây ấy, đều dành cho thương mại và dịch vụ. Ví dụ chúng ta phải nhìn thấy đấy, Hà Bộ Bay hay là Alaka hay là Intercon hay là kể cả là Citadin hay New World hay là Royal Newtons Little Việt Nam này chẳng hạn này, rồi là quảng trường biển, bãi tắm và đảo Tuần Châu ở phía trước chúng ta đây. Thế thì cái sản phẩm của chúng ta đây thì sản phẩm Icon 40 ở bên đây thì là khu vực này là khu vực sinh sống của cả dân cư khu vực Hùng Thắng đấy ạ. Như mọi người có thể nhìn thấy đây, ở bên đây chúng ta có thể nhìn thấy đây khu vực sinh sống đấy ạ. Khu vực này là đây là trường quốc tế Singapore. Và trước mặt chúng ta đây là khu vực dân cư của Hùng Thắng cũ. Và ngoài ra nữa thì một số những chung cư chúng ta đang nhìn trên màn hình đây là chung cư tầm trung của khu vực Hùng Thắng đấy ạ. Thế thì tại sao mà tôi lại nói là khu vực tầm trung, chung cư tầm trung thì hiện tại thì cái Icon 40 này nó có rất là nhiều những cái tiện ích sắp ra mắt đây ạ. Thì là Icon 40 mang đến chuỗi tiện ích đa dạng như là hệ thống quán cà phê Sky Bar, rồi là phòng gym, bể bơi, rồi là đặc biệt là có những vị trí cận biển như là gần như những cái khu du lịch, khu đô thị Hạ Long Marina hay cái gì đấy. Thì mọi người có thể là những cái thông tin cụ thể này thì có ở trên mạng rất là nhiều, rất là hot trong ngày hôm nay rồi ạ. Thế thì quay lại chủ đề chính mà hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút ạ. Thế thì cái khi mà tôi vừa nói là cái Icon 40 này
Nó đang là cái chung cư, hiện tại là chung cư đang gần như là chung cư cao cấp nhất tại Hạ Long thời điểm hiện tại rồi. Thì hôm nay tôi thấy có rất là nhiều ý kiến đang tập trung mà phân tích là cái Icon 40 này thì đang để hướng cho chúng ta là để mua vào để kinh doanh dòng tiền, để kinh doanh về cái đánh mạnh về cái mặt điểm mạnh của Hạ Long đấy, đó là du lịch thì chúng ta kinh doanh dòng tiền. Nhưng mà nếu mà theo những quan điểm cá nhân của tôi ấy, thì gia đình tôi cũng có một số năm kinh nghiệm làm du lịch, thì theo quan điểm cá nhân của tôi ấy, du lịch ở Hạ Long nó có đặc điểm là nó kinh doanh theo mùa vụ. Thì ở Hạ Long ấy, thì từ trước đến nay thì chỉ có 5 đến 6 tháng là cao điểm trong du lịch thôi, còn đâu là ngoài ra ấy, gần như mùa đông thì rất là ít khách. Thế thì nếu mà để cho chúng ta đầu tư một cái căn hộ mà 30 mét vuông, một cái giá với giá là rơi khoảng 48 triệu, rơi khoảng tầm tỷ tư, tôi tính cộng thêm khoảng 200 250 triệu tiền hoàn thiện nữa là rơi vào tỷ 6. Chúng ta bỏ ra 1 tỷ 600 triệu mua căn hộ 30 mét vuông để chúng ta kinh doanh về việc kinh doanh về du lịch cho thuê phòng chẳng hạn. Đấy thì 6 tháng du lịch cao điểm thì tôi tính là 20 triệu một tháng. 20 triệu một tháng cho thuê được 20 triệu, tối đa khoảng 20 triệu một tháng trên một căn hộ 3 mét vuông. Thì tại vì chúng ta một tháng 30 ngày chúng ta kinh doanh 20 đêm, mà 20 đêm thì mỗi đêm 1 triệu thì tính ra được khoảng 20 triệu một tháng. Nhân 6 tháng nó rơi khoảng tầm 120 triệu. Thế còn 6 tháng còn lại thì bây giờ tôi tính 10 triệu một tháng ấy. Cộng thêm 60 triệu nữa rơi vào 180 triệu một năm. Đấy là tổng thu, còn đấy là chúng ta chưa trừ chi phí. Khi sau khi trừ chi phí đi nữa thì tôi cứ tính là lợi nhuận chưa được bằng khoảng tầm 40 50% hay 50% trên tổng doanh thu trên một năm đi, thì nó rơi vào khoảng tầm 180 triệu, 50% nó rơi vào khoảng tầm 90 triệu. 90 triệu đấy là 50% là cao đấy, 90 triệu. Thế thì nếu mà 90 triệu so với lại khi mà chúng ta bỏ ra một cái số vốn là 1 tỷ 6, 90 triệu một năm như thế thì nếu mà như bây giờ mà bỏ ra 1 tỷ 600 triệu, mà tôi chỉ nói vui thôi, quan điểm cá nhân của tôi thôi nhé, mọi người có thể là cũng không, tôi cũng không biết là có đúng hay không, nhưng mà nếu mà quan điểm cá nhân của tôi, nếu 1 tỷ 6 thời điểm hiện tại, nếu mà thay vì nếu mà như thế chúng ta phải gửi ngân hàng thì cái lãi suất hiện tại giờ nếu mà tính ra là từ khoảng thấp nhất là 6% không đến 8% một năm thì chúng ta cũng được một cái khoản tiền nó cũng tương đương hoặc là có thể là nhiều hơn so với cái doanh thu sau khi do cái lợi nhuận sau khi đã trừ đi chi phí của cái bài toán mà để kinh doanh này. Bởi vì là khi mà chúng ta đã kinh doanh rồi thì nó có rất là nhiều cái xảy ra, ví dụ như là hao mòn vô hình này, rồi là kể cả là những cái vốn đầu tư ban đầu, tiền điện tiền nước, có rất nhiều thứ để chi, rồi kể cả là một số những cái ví dụ như là hỏng hóc, những cái đấy chúng ta không thể tránh được. Nhưng đấy là bài toán về kinh doanh. Thế thì còn ngoài ra nữa thì cái Icon 40 này, nếu mà quan điểm của tôi, nếu mà để ở ấy thì nó đang là VIP nhất trong thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì cái những cái tiện ích nó mang lại khi mà nó được thừa hưởng những cái tiện ích mà tất cả cái về giao thông này, hay là về những cái tiện ích xung quanh, ví dụ như là trường Singapore này, rồi gần nằm trong quần thể những cái khu du lịch Bãi Cháy này, Hạ Long này, rồi là ngay khi chúng ta có thể nhìn thấy Icon 40 chúng ta ở đây đi thẳng trước mặt của chúng ta ra cái là đã có bãi tắm để tắm biển rồi. Không thì chúng ta có thể đi lên trên bãi biển của Sun ở trên này, hoặc là công viên quảng trường Sun Gu ở bên này. Hoặc đi du lịch thì chúng ta có thể lên cảng Sun thì cũng ở khu ở bên 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 tay trái của, cũng đi một lúc cũng đến cảng Tuần Châu, thì đi cũng vài phút đã đến nơi rồi. Thế thì thừa hưởng được cả, thậm chí là cả khu vực này ở đây là khu dân cư Hùng Thắng, người ta sinh sống này, chỗ khu vực này cũng tọa lạc hai cái trường, trường cấp trường Hùng Thắng ở đây và trường quốc tế Singapore thì cũng ở ngay bên cạnh. Thế thì để mà với những cái mà tiện ích mà chủ đầu tư mang đến cho chúng ta ấy, của Icon 40 ấy, thì tôi nghĩ rằng là thời điểm này nếu mà để ở thì đây là một cái số những chung cư mà đáng để chúng ta quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại tại thành phố Hạ Long. Bởi vì hiện tại nó đang là một những trong số những chung cư gần như là đẳng cấp nhất tại thành phố Hạ Long thời điểm hiện tại. Đấy là ý kiến cá nhân riêng của tôi, và bây giờ thì cũng đã đến gần đến giờ mà cái chung cư này được ra hàng rồi, có thể là tôi cũng phải đi nhận thêm một số những thông tin nữa, bởi vì tôi cũng rất là quan tâm đến cái chung cư này. Và xin cảm ơn quý vị các bạn đã đến với kênh Bất Động Sản Nơi Em. Tôi là Duy Anh, xin phép được cảm ơn quý vị khán giả theo dõi. Chào tạm biệt.